Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với một video mới trên ST Mobile. Nếu mà nhắc đến một trong những cái hãng sản xuất mà khiến cho mình có nhiều luyến tiếc nhất trong những năm gần đây thì có thể nói đó chính là LG. Bởi vì với một cái người mà đã từng sử dụng qua rất là nhiều những cái chiếc điện thoại của nhà LG như là LG G4, LG G5, LG G6, LG V30, LG V10, LG V50 thì có thể nói là LG là một trong những cái hãng sản xuất mà khiến cho mình rất là tiếc khi mà họ dừng sản xuất những chiếc smartphone của mình. Và trên tay của mình hiện tại cũng là một trong những cái sản phẩm có thể nói là những sản phẩm cuối cùng mà LG họ ra mắt, đó chính là chiếc LG V60. Và trong video ngày hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu xem chiếc LG V60 này nó có những gì. Và nếu mà các bạn đang tìm cho mình một chiếc LG thì các bạn hoàn toàn có thể đến với XT Mobile. Đường link mua hàng thì mình sẽ để ở phần mô tả của video. Hiện tại XT Mobile đang bán rất là nhiều những sản phẩm của nhà LG đó, các bạn có thể vào đường link phía bên dưới để tìm hiểu thêm nhé. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nói về chiếc LG V60 này. Rồi, đầu tiên thì một trong những cái điểm mà mình thấy là đẹp và cũng là một trong những điểm khiến cho mình có nhiều hoài niệm, đó chính là cái phần thiết kế của LG. Thực ra nếu mình nhắc đến hoài niệm về LG thì thật sự là cái kiểu thiết kế này nó lại nhắc mình nhiều hơn về một chiếc là Samsung Galaxy S10 5G mà hiện tại mình vẫn còn đang sử dụng. Bởi vì các bạn cũng có thấy là ở phía mặt sau chúng ta sẽ có một cái kiểu thiết kế khá là giống với những chiếc của S10 của nhà Samsung. Chúng ta sẽ có một cái cụm camera như thế này và sẽ có một cái bề mặt phía mặt sau được làm bằng kính, nhưng mà đây sẽ là kính trong và giúp cho các bạn có những cái màu sắc đẹp đẽ. Và các bạn có thể thấy ở đây chúng ta đang có một cái màu có thể nói là màu ngọc trai, nhìn khá là đẹp mắt, và khi mà các bạn đưa ra ánh sáng thì nó sẽ có thêm nhiều màu sắc nữa. Đây là một trong những điểm mình khá thích của cái chiếc điện thoại này, nhưng mình lại không có một cái gì đó gọi là quá thích ở trên một chiếc LG V60 như thế này. Bởi vì đối với bản thân mình, đối với trí nhớ của mình thì LG họ có rất là nhiều những cái thiết kế độc lạ đẹp chứ không phải vậy không. Đó, các bạn có thể thấy như những chiếc như là LG G4 này, LG G5 này, hay là lên một vài những chiếc điện thoại như là LG V10 chẳng hạn. Đó, với những chiếc điện thoại như vậy thì mình thích những cái kiểu thiết kế mà thuộc dạng là sáng tạo của nhà LG hồi trước hơn so với là những cái kiểu thiết kế như bây giờ. Thậm chí là do là mình đã sử dụng qua một thời gian khá lâu với LG G6 hay là LG V40 thì với những thiết kế như thế này thì mình thấy nó hơi chán một tí, không có gì quá nổi bật cả. Nhưng mà cầm vào thì nó vẫn đẹp nha. Đối với những bạn nào mà các bạn muốn mua cho mình cái chiếc điện thoại này thì đây vẫn là một cái thiết kế rất là dễ sử dụng, rất là dễ cầm và mang lại cho chúng ta một cái vẻ đẹp rất là hào nhoáng. Tại sao nó lại dễ cầm? Bởi vì những cái đường bo ở phía các góc, các cạnh đều sẽ được bo cong, nhưng mà các bạn sẽ thấy là nó không được bo thật sự quá nhiều, chỉ dừng lại ở một cái điểm khiến cho chúng ta có một cảm giác mượt mà và dễ chịu trên tay thôi. Còn lại thì mình nghĩ đây là một thiết kế hòa nhã, có thể là dành cho mỗi đối tượng sử dụng luôn. Về phần màn hình thì ở đây chúng ta sẽ có một cái màn hình khá là lớn, 6.8 inch, sử dụng tấm nền là PoLED và kèm theo đó là các bạn sẽ có độ phân giải là Full HD cộng. Một điểm hơi tiếc ở trên cái màn hình này là chúng ta không có một tần số quét cao, thứ mà trong những chiếc điện thoại hiện tại, với những chiếc điện thoại thuộc dạng giá rẻ luôn thì nó cũng đã có rồi, nhưng mà trên chiếc điện thoại này thì lại không có. Đây là một điểm trừ đối với cái màn hình này. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, chứ trong những cái thao tác hàng ngày của mình thì mình phải nói rằng đây là một cái màn hình rất đẹp. Phải nói là nó có một cái màu sắc mà không thể nào chê được. Một màu sắc không phải là quá mịn nắc như là trên những chiếc Samsung, nhưng mà nó có chiều sâu giúp cho các bạn có những cái cảm giác sử dụng tuyệt vời hơn. Nhất là đối với những bạn nào mà các bạn sử dụng cái chiếc điện thoại này để chúng ta có thể là xem phim hay là chúng ta việc chơi game. Nhưng mà có một điểm mà mình cũng có cảm giác hơi hụt hẫng một tí khi mà các bạn mở cái màn hình lớn ra như thế này. Đó, các bạn có thể thấy là viền ở phía cạnh trên sẽ hơi dày. Mặc dù là chúng ta có thể nói là nó không có liên quan quá nhiều đến với những cái trải nghiệm hàng ngày của chúng ta, nhưng mà khi mà các bạn nhìn vào cái trán của nó cảm giác là nó không được cân bằng với lại những cái cạnh khác của chiếc điện thoại này, khiến cho mình có cảm giác đây là một chiếc điện thoại rẻ tiền chứ không phải là một chiếc điện thoại thuộc dòng V của nhà LG. Và một điểm nữa cũng sẽ là điểm trừ nhỏ của sản phẩm này, đó chính là phần cụm camera của nó. Chúng ta sẽ có cụm camera theo kiểu dạng là giọt nước. Nhưng mà nói chung thì do là thiết kế của nhà LG, mình không biết là sau này họ thiết kế như thế nào, nhưng mình
cảm giác rằng cái kiểu thiết kế này nó thật sự không quá phù hợp đối với mỗi chiếc điện thoại, đối với những cái mặt sau, những cái cạnh khung viền đẹp đẽ của nó. Thật sự thì màn hình ở trên chiếc điện thoại này, điểm cộng nhiều nhất là có thể nói đến đó chính là phần màu sắc. Còn lại những thứ khác thì mình nghĩ rằng LG họ thực sự đã hơi tụt hậu so với là những hãng khác khi mà họ ra cái chiếc máy này rồi. Tiếp đến thì hãy nói phía bên trong của sản phẩm này một tí đi. Chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một pin xử lý là Qualcomm Snapdragon 865+. Đồng ý là hiện tại chúng ta đã có những cái pin xử lý mạnh hơn như là Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ đồ này nọ rồi. Nhưng mà 865+ vẫn sẽ là một pin xử lý đủ để các bạn sử dụng hàng ngày. Như các bạn cũng thấy ở đây, mình có chơi thử như là Liên Quân Mobile, PUBG Mobile, thậm chí cả Genshin Impact ở trên chiếc máy này thì đều có thể chơi được. Dĩ nhiên là đối với những cái tựa game quá nặng như Genshin Impact thì các bạn có thể là giảm mức cấu hình xuống một tí. Còn đối với những cái tựa game như là Liên Quân hay là PUBG thì các bạn cứ thoải mái. Pin xử lý này vẫn có thể mang lại cho chúng ta những cái trải nghiệm mượt mà nhất khi mà các bạn sử dụng với những cái tác vụ nặng, chứ đừng nói đến những cái tác vụ nhẹ. Nói đến phần camera thì chúng ta ở phía mặt sau các bạn sẽ có 3 camera, với một camera chính là 64 megapixel và một camera góc siêu rộng 12 megapixel. Kèm theo đó chúng ta sẽ có thêm một camera TOF 3D hoặc là đo độ sâu trường ảnh 0.3 megapixel nữa. Nói chung thì với 3 camera này thì hai camera thì các bạn sẽ sử dụng được nhiều nhất, đó chính là camera chính 64 megapixel và camera góc siêu rộng. Với cái camera góc siêu rộng này thì dĩ nhiên các bạn có thể chụp được những cái phong cảnh lớn hơn, những cái tấm ảnh có nhiều người hơn. Nhưng mà nói chung thì với cái cảm quan của mình thì camera ở trên chiếc điện thoại này có thể nói là làm khá tốt những cái chức vụ của mình. Nó thật sự chưa thể nào mà so sánh được với những cái flagship hiện tại của nhà Samsung hay là iPhone gì đó, nhưng mà nó vẫn mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm tốt nhất, những cái trải nghiệm có thể nói là chụp ảnh rất là ok, màu sắc mang lại khá ổn, cũng như là giải dynamic range khá rộng, giúp cho chúng ta có thể chụp được trong điều kiện thiếu sáng. Không phải là quá tốt đâu, nhưng mà vẫn sẽ chụp được một cách ok để các bạn có thể sử dụng và up lên trên mạng xã hội. Còn về phần quay video thì các bạn có thể thấy một vài những cái cảnh mà mình có quay ở đây khá ổn, chưa thực sự gọi là đỉnh chóp, nhưng mà mình nghĩ rằng nếu các bạn là một người thích quay video hoặc là một người thích chụp ảnh thì chiếc điện thoại này vẫn sẽ đáp ứng cho các bạn khá tốt. Kèm theo đó là phía mặt trước các bạn sẽ có một cái camera selfie 10 megapixel, dành cho những bạn nào thích chụp ảnh một tí. Nhưng mà nói chung thì với những cái camera trước của nhà LG thì mình đánh giá không quá tốt như là những cái camera của các hãng khác từ trước đến giờ. Thì LG, thậm chí là với những cái chiếc điện thoại mà mình đã từng sử dụng qua, thì LG họ thật sự mình khá là né sự sử dụng cái phần camera trước ở trên những chiếc điện thoại đó. Còn lại thì về phần camera sau, mình khá là ưng ý đối với chiếc điện thoại này. Rồi, tiếp đến thì chúng ta cần phải nói đến phần viên pin của sản phẩm. Chúng ta sẽ có một cái viên pin đâu đó khoảng tầm 5000mAh, và các bạn sẽ có công nghệ sạc là Quickcharge 3.0. Với 5000mAh, chúng ta không có một cái màn hình quá nặng mà chỉ dừng lại ở mức là Full HD cộng mà thôi. Một cái pin xử lý là Qualcomm Snapdragon 865+, cũng có nặng đó. Nhưng mà mình nghĩ rằng với 5000mAh thì các bạn vẫn có thể sử dụng cái chiếc máy này khá là ổn áp. Rồi, đó là những gì mà mình muốn nói về chiếc LG V60UW này. Có thể nói là với một người đã từng sử dụng qua cũng như là đã từng yêu thích qua những cái chiếc điện thoại của nhà LG thì có vẻ như là mình hơi bị thất vọng khi mà trên tay cái chiếc LG V60 này một tí. Nhưng mà nói chung thì mình mong rằng LG họ có thể là phát triển hơn, LG họ có thể là một ngày nào đó trở lại với cái thị trường smartphone này để giúp chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn, giúp chúng ta có những cái đối thủ có thể cạnh tranh được với những chiếc điện thoại, với những hãng điện thoại như là iPhone hay là Samsung này nọ. Còn các bạn nghĩ gì về chiếc LG V60UW này? Hãy để lại một comment phía bên dưới. Và nếu mà các bạn đang muốn mua cho mình một chiếc điện thoại LG hay bất cứ một chiếc điện thoại nào thì các bạn có thể đến với XT Mobile. Đường link mua hàng mình sẽ để ở phần mô tả của video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video sau.